Thưa chị số 6 hôm nay của đội viên đã được công trong. Tiếp theo là hai đội viên Thu Nghi Anh và Kalao. Thứ số 7 công là được thắng cuộc công trong. Thứ số tiếp theo, Nghị dụng cho tên về anh Aga, thứ số Kao đã được công trong.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
với sự chủ nhà, đầu tiên các tôi một chút vào trong. Tiếp theo, đầu tiên là Aga. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Quý vị chào quý ông con, mời quý vị các bạn con. Tiếp theo, mời mọi người vô bộ xe và bắt Thank you.
với kết quả 2-6 đội Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đến đất với kết quả 2-6 đội Bà Rịa Vũng Tàu với kết quả 2-2 đội Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đến đất với kết quả 2-1 đội Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đến đất.
tổ chức xin thông báo. Bây giờ thi đấu tháng ngày nay 11 giờ mời các đồng chí trưởng đoàn điều hòa và tổ chức sự kiện chú thi. Điều thi đấu là xin chân trọng cảm ơn. Thank you.
Thank you.
tá bom. E aí, bốn rồi
lên đồng lắm. Thank you.
Three.
Hãy
Thank you.
chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào những người đang chiến thắng trong cuộc đua này. Tiếp theo là các vận động viên Hải Dương Hai Giang, quân đội Âu.
Thank you.
bài số 1 nhiều khá đến chúng ta đã được đồn rồi. Và 1 với đơn vị có thương có sang đấu. Thank you.
Yeah!
đấu với quốc với tỷ số 4-0 và bây giờ đã chiến thắng đội tuyển Hồng Kông. Tiếp theo là các thành viên của đội tuyển Bình Dương, Hải Cảng, các cầu thủ Bình Dương theo các trận đấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.